Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Quốc khánh ở trong nước, bà con người Việt ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cội nguồn dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước trong cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc, ghi nhận tại Thái Lan. Một buổi sáng đặc biệt với các cô, các bác, người Thái gốc Việt tại tỉnh Sakonakon, Thái Lan. Lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người con ở xa Tổ quốc dâng nén hương để tưởng nhớ tri ân công lao dựng nước, giữ nước của các thế hệ đi trước. Quốc khánh 29, tất cả bà con sẽ lại tại hội người Việt Nam để thắp hương dâng hương cho bác. Hội nấu thêm bún, thêm cháo cho bà con cùng ăn, cùng vui vẻ, vui chơi. Rất là vui, rất là đông ạ. Việt Kiều Thái Lan, tất cả mọi người coi mình là con cháu Bác Hồ, đều rất yêu thương Bác Hồ. Hào cũng nhớ tới Bác Hồ. Vì Bác Hồ là một người hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Nhờ có Bác Hồ mà chúng ta mới có ngày nay. Cho nên công ơn của Bác không bao giờ quên. Phố Việt Nam, Việt Nam Thao, mô hình phố Việt đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Hôm nay, không khí cũng khác hẳn ngày thường. Hôm nay áo màu đỏ sao vàng ra mặt thì cho nó phù hợp với cả cái ngày lễ hội của mình, là ngày quốc khánh của dân tộc mình. Thì khi mặc cái áo này là cô cảm thấy giống là vui trong lòng, rất là mình đây là một đất nước gọi là không thua ai. Chúng tôi sinh ở Thái Lan nhưng mà không hiểu tại sao nói đến quê hương là mình như là có một cái mối liên hệ rất chặt chẽ. Vì thế tôi nhớ là sáng sớm mùng 3 tháng 9 nghe đài báo là Bác Hồ mất. Cả xóm hết khóc và ra chợ. Những bà bán thịt bán cá hàng ngày là hay cười hay nói. Hôm đấy chợ im thim thiếp. Chúng tôi không có điều kiện xây dựng đất nước như những đồng bào. Thì chúng tôi chỉ có một cách là tuyên truyền lòng yêu nước cho các cháu. Kỷ niệm quốc khánh từ trong tâm tưởng hay là những hoạt động cộng đồng, bà con người Việt tại Thái Lan đang góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhờ Bác Hồ trồng cây năm xưa, bạc tuy già nhưng mạnh khỏe, tình yêu thương Bác dặn dò cặn kẽ, thương mầm xanh ta như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì non.